Blood Panther 2 hay của em nhỉ? Hỏng mài, hôm nay mới được xem. Phim nhiều cảm xúc quá, giờ cứ nhắc đến báo là em xúc động. Thế báo này thì sao? Ui dồi ôi, con em tham gia biệt đội báo đời từ lúc nào thế? Mà không biết bây giờ chủ công an kia đã bắt được lũ báo bốc đầu kia chưa nhỉ? Chỉ tao câu này, công trình ngăn lũ, nước sông hoặc biển gọi là gì? D. Sai tao làm chó. A. Rào. B. Đập. C. D. D. Cầu. Ok. D. Ơ, có đèn đơn đồ này, con gà bảo mày chọn đáp án D cơ mà, sao lại chọn câu D thế này? Sai rồi con chó. D đâu mà D, đã ngu mà con chỉ bày hả mày? D là D mà thằng khùng. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Thầy ơi, sao con bán gì cũng khó? Đừng bán sản phẩm, con hãy bán giải pháp. Mài vô, chỉ một sản phẩm đầu thú này, bà con có thể thoải mái xem giải vô địch Pháp với Messi, Neymar, Mbappé. Ơ, ý của nhà sư, bán giải pháp là bán phương pháp giúp khách hàng giải quyết vấn đề, chứ có phải là bán đầu thú kỹ thuật số để người ta xem giải đá bóng Pháp đâu. Thầy ơi, sao con bán gì cùng lồ? Đừng bán sản phẩm, con hãy bán câu chuyện. Buổi ra mắt tự truyện, người bán hàng thất bại. Ơ, bán câu chuyện gì? Chứ bán chuyện này thì ai mà thèm mua? Thầy ơi, sao con bán gì cùng ế? Đừng bán sản phẩm, con hãy bán trải nghiệm. Đúng rồi, phải cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm thì người ta mới mua được nhiều hàng chứ. Thoải mái dùng thử. Rồi, ôi, bán bồn câu mà cho người ta dùng thử thì ai mà thèm mua cái chứ. Ngán ăn cơm quá, nay ăn phở thôi. Khỏi cần xin tiền vợ, chỉ cần 10.000 là ở nhà có phở ăn. Trời ơi, giờ này còn ở đây, thằng chồng bà, nó chán cơm thèm phở ở nhà kìa. Thằng chồng đâu, nay lớn gan, dám dắt con phở nào về nhà à? Lại còn phá giá thị trường hả mày? Phở gì có 10.000? Đệ nhất phở đặc biệt, hương vị bò tải lăng, mới ra mắt nè. Gọi 10k, chất lượng 10 điểm, như bát phở 100k luôn. Wow, lại còn đang có cơ hội trúng thưởng, lên đến 100 củ luôn nè. Ủa, tự nhiên ở nhà ăn phở, cái chảy nha. Rồi, ôi, phở này là phở ăn liền, chứ có phải là bồ nhí đâu. Hình như mình bị lạc rồi. Lo gì, đưa điện thoại mày đây, tao đặt Gojek cho. Đang có code đi muốn nơi và BTS Goka để giảm 50%. Ô, tới rồi nè, nhanh dữ ta. Ơ, nhưng sao lại đi một mình thôi vậy? Thế còn thằng tỷ đu thì sao? Không sao, chúa phù hộ em, chúa phù hộ em nha.